tiếp tục sẽ là một thông tin đang thu hút sự quan tâm của nhiều người đó là bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức trừ tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 0% mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25% ngân hàng nhà nước cho biết quyết định này nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2015. và để quý vị và khán giả có thể hiểu rõ hơn về nguyên nhân và ý nghĩa của động thái này thì chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia kinh tế lê đức khánh và xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thưa ông à, có thể nói rằng là nguyên nhân nào đã dẫn, dẫn tới quyết định à, hạ lãi suất điều chỉnh lãi suất bằng đô la mỹ của ngân hàng nhà nước ạ chúng ta có thể thấy là bắt nguồn từ cái câu chuyện mà điều chỉnh chính sách tiền tệ đó là cái việc là ngân hàng trung ương trung quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ từ cách đây khoảng gần một tháng thì rõ ràng là những nước láng giềng giống như kinh tế của việt nam việt nam thì chúng ta là phải điều chỉnh đưa ra những cái biện pháp để ứng phó rõ ràng là chúng ta phải điều chỉnh chúng ta thấy là chúng ta đã ngân hàng nhà nước cũng đã điều chỉnh biên độ tỷ giá cũng như là phá giá tiền đồng tại vì cái câu chuyện mà phá giá đồng nhân dân tệ cũng như tất cả những vấn đề khác nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nền kinh tế việt nam câu chuyện về dự trữ ngoại hối cũng như là cán cân thanh toán và ngay lần đây tức là cái việc điều chỉnh mà cái tỷ giá cũng như là vừa rồi hạ lãi suất thì rõ ràng đây là một trong những biện pháp tiền tệ để ứng phó đối với cái 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 việc mà biến động kinh tế vừa rồi rõ ràng là cái câu chuyện mà chúng ta giảm mặc dù cái hiện nay là cái tỷ giá cái lãi suất mà tiền gửi đô la là hiện nay là đối với tổ chức nó khoảng tầm 0,25% và đối với cả cá nhân thì là 0,75% mà khi giảm về thì là đối với tổ chức đó là không về không và đối với những cá nhân về 0,25 và mặc dù cái cái điều chỉnh này là không nhiều tuy nhiên đây là cần thiết với cái việc là uh, ngân hàng nhà nước với cái mục tiêu chính đó là cái việc là uh, giảm cái việc uh, găm giữ cái đồng đô la ở trong dân tức là chúng ta phải giảm đi và uh, nhằm đúc, mục, mục đích xa hơn đó là việc giảm cái tỷ giá và cái, cái câu chuyện đó là cái mục tiêu chính đó là cái việc là uh, giảm cái gọi là tình trạng đô la hóa trong cái nền kinh tế Việt Nam. Vậy thì theo ông cái động thái như thế này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tác động của tới kinh tế vĩ mô của Việt Nam và đặc biệt là huy động đô la Mỹ trong dân ạ. Thực ra thì cái câu chuyện mà khi mà chúng ta khi mà ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ rồi chúng ta đã phá giá tiền đồng và điều điều chỉnh cái biên độ cái về tỷ giá thì chúng ta đối mặt với cái nền kinh tế cũng tương đối khá bất ổn tại vì rõ ràng từ trước đến nay chúng ta vẫn chính phủ Việt Nam vẫn mong muốn là duy trì cái tỷ lệ tăng trưởng GDP cũng như là kiềm chế lạm phát mà khi phá giá tiền đồng thì chắc chắn cái câu chuyện là uh, lạm phát sẽ khai quay trở lại cho nên chúng ta cần phải là cái việc là uh, trong tương lai là chúng ta phải kiềm chế lạm phát là cái bằng bằng cách là việc là chúng ta điều chỉnh về chính sách tiền tệ và khi uh, cái việc mà giảm giảm cái tỷ lệ mà uh, gọi là uh, tỷ tỷ giá mà tiền gửi tiền đô la thì là cái việc là đây là một trong những cái biện pháp mà nhằm nhằm cái việc là ổn định nền kinh tế thì đây theo tôi đánh giá nó là cũng không tác động gì nhiều đến cái cái nền kinh tế nói chung và đây nó chỉ mang tính chất là một trong những biện pháp mà tôi nghĩ là vẫn là chưa đủ đối với cả chính phủ Việt Nam cũng như là cái việc ngân hàng nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Vâng. Ngoài ra thì ông đánh giá như thế nào về cái ảnh hưởng của việc hạ trần lãi suất bằng đô la Mỹ này đối với cả thị trường tiền tệ và đặc biệt là cái dòng kiều hối về Việt Nam ạ? thực ra thì hiện nay vẫn chính phủ Việt Nam cũng như là ngân hàng nhà nước cũng là đang mong muốn rằng là cái việc là kênh huy động Việt Nam đồng sẽ là hấp dẫn hơn bằng cách là cái việc là giảm cái 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 sự hấp dẫn đối với kênh kênh đô la do vậy thì cái việc mà giảm cái lãi suất này thì mục đích là có được tăng cái định cái gọi là cái cái mức độ hấp dẫn với cái kênh gọi là tiền gửi bằng tiền đồng do vậy thì cái việc mà thứ thứ nhất thì là cái nguồn tiền nhàn rỗi ở trong dân cũng như là tránh cái hiện tại là nhà nhà đầu tư cũng như là người dân nắm giữ quá nhiều cái 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 đô la và sẽ chú ý hơn cái việc là uh, gửi tiền tiết kiệm vào trong cái hệ thống ngân hàng. Do vậy thì là cái cải thiện cái việc là uh, tăng trưởng tín dụng, uh, mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong trong hệ thống ngân hàng từ nay đến cuối năm. Uh, tuy nhiên cái dòng kiều hối thì tôi đánh giá rằng là từ trước đến nay họ cũng không quá quan tâm đến cái uh, lãi suất tiền gửi đô la. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì cái dòng tiền gửi kiều hối nó cũng không sẽ không ảnh hưởng gì nhiều uh, mà chính vì là cái biến động nó không không lớn. Ừ. Vậy thì còn đối với cả những người dân, những người mà đang có tiền gửi bằng đô la Mỹ khi mà mức lãi suất hạ trần về không về 0% thì ông có lời khuyên gì đối với cả những những người này? Thực ra thì với những người đang nhàn rỗi hiện nay thì họ khi nắm giữ đồng đô la thì họ cũng không có cái mục tiêu gì khác ngoài cái việc là nhắm đến cái việc một cái kênh nắm giữ tài sản, một cái an toàn, kênh đầu tư an toàn à, mặc dù họ cũng không kỳ vọng nhiều bằng cái việc lãi suất là tăng cao để có thể nó chỉ đó, họ là đa dạng hóa danh mục thôi thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì chắc chắn là cái việc là nắm giữ tiền đồng ngoại tệ trong dân thì vẫn sẽ sẽ không không sẽ không biến động nhiều và chắc chắn là nhà đầu tư cũng có thể là cũng có thể giải pháp là họ có thể là bán đồng đô la đi và có thể đầu tư tập trung có thể là chuyển sang cái đồng Việt Nam đồng. Rất cảm ơn anh với những phân tích vừa rồi ạ.